15m. Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Rồi con chào tất cả các chú nha. À, con nghe là các chú sẽ biểu diễn một cái tiết mục tại mộ của cầu Năm, nhưng mà không biết tiết mục gì ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đợi xem ha. Các chú sẽ đem trống nè, đem cái chèn nè. Đó. Thì xe lại cho mấy ảnh đem trống đang kèm vô nè. Lấy cái xe qua đây nè. Xe qua vậy? Tiểu đâu? Đây nè, đây nè, đi đây nè. Thôi mình đi đường này luôn chú ơi. Mình đi đường bên đây luôn chú. Ra đánh ta ra mà lấy cái nước ướp lạnh bên trong á mà các anh luôn em. Rồi các chú sẽ đem theo trống chèn ha, để biểu diễn trước mộ của cậu Năm, để viếng mộ của cậu nha. Rồi, rất là quá quý luôn. Quá là quý luôn. Đây là trống chèn nè ha. Hỏi cựu chiến binh. Đây là hội cựu chiến binh. Đúng rồi, bây giờ mình né các bạn. Giới thiệu lại cho mọi người biết là hội nhạc Bắc Cầu An Mỹ, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một hôm nay biến cậu nhạc trống kèn, chiên, trống chiên, trống chiên biến cậu. Rồi cho mấy anh mấy chú đốt nhang ha. Chúng ta sẽ giãn ra cho mấy anh mấy chú đốt nhang nha. Giãn hai bên ra đừng có thấp vô quá mấy bạn. Anh thắp nhang trước à, của chú nhang. Đấy anh trưởng đoàn đốt nhang. Đây là trưởng đoàn này chú anh chị. Anh là trưởng đoàn và chắc nghĩ là chắc quản lý cái đội kẹp chiên này. Quá trình quý rồi. Wow, tuyệt vời quá. Ở đây là cái trống chiên. Rất là đúng cảm cái gì ai cũng được cậu, cái này là có một công hai luôn á. Sự mà nói là ơi, có một chiếc xe nữa mọi người ơi, xe 50 chỗ nữa. Trời ơi. Xe 50 chỗ biến cậu năm nữa. Cả nhà đây là anh em mà giãn bắn ra cho có độ thốn đây nè. Đúng rồi. Dạ. À, anh em đưa nè, đứng ra có độ thốn chút xíu đi đó. Rồi. Để cho em phải leo bên này coi. Cho nó có độ thốn chút xíu để cho nó... Rồi mấy anh em ở phía trước là chúng ta có thể là ngồi xuống ha. Còn không ngồi xuống nha. We'll be right back.
các cô chú các chị thấy thì phải nói là hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc, được tất cả bà đoan bà con á, là mang đến một cái tiết mục là trống chiêng rất là tuyệt vời của một đội bên hội cựu chiến binh. Nhiều luôn. Thì bây giờ mọi người mời nhau một cái chai nước rất là quý luôn. Đó rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị luôn ha. Đến đây thì 15S Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu mà các cô chú các anh chị xem video hay hãy like cũng như đăng ký kênh ủng hộ 15S Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.